cho các ứng cử viên vào các vị trí quan trọng trong nội các của Tổng thống Trump. Mà mấy cô xin được điểm qua là ba người quan trọng nhất vào lúc này. Đó là ông Pete Hegseth cho chức Bộ trưởng Quốc phòng, bà Tulsi Gabbard cho chức Giám đốc Tình báo Quốc gia và ông Cash Patel cho chức Giám đốc FBI. Vì ba người này được xem là những người ngoại đạo, được xem là những người bị tấn công nhiều nhất so với các ứng cử viên còn lại, đặc biệt là ông Pete Hegseth. Cho nên là đồng Michael xin phép được ưu tiên cái sự tương trình về ba người này và những diễn biến về chuyện phê chuẩn của họ trên thượng viện cũng như gặp gỡ các thượng nghị sĩ ra sao. Bây giờ đầu tiên đồng Michael xin phép được mời quý vị tới với những cập nhật về tình hình của bà Tulsi Gabbard, khi mà hôm nay thì bà ấy đã có cuộc gặp với bà thượng nghị sĩ Joni Ernst, người đang là cái mối quan tâm của những người MAGA, khi đã có những tin tức cho thấy là bà ta đang âm thầm thực hiện một cái chiến dịch để phá ông Pete Hegseth, vì bà ta có cái giả tâm riêng là muốn làm Bộ trưởng Quốc phòng. Tới nỗi mà bây giờ một nhóm thuộc Heritage Foundation, một nhóm cánh hữu, đã phải thực hiện một chiến dịch chạy quảng cáo, và họ nói rằng là có thể chi tới 1 triệu Mỹ Kim cho các chiến dịch quảng cáo này để thuyết phục các thượng nghị sĩ, trong đó có bà Joni Ernst, bỏ phiếu cho ông Hegseth đó. Nhưng mà đối với lại cái trường hợp của bà Tulsi Gabbard thì bà ấy có vẻ như rất là ổn. Và bà ấy ghi rằng là đã có một cái cuộc gặp rất là tuyệt với lại bà Tulsi Gabbard, một lãnh đạo mạnh mẽ đã được chứng minh. Thì bà Gabbard bà ấy có đăng lại và bà ấy nói rằng là xin thật sự là rất là tuyệt vời khi được gặp bà, bạn của tôi, và cảm ơn sự ủng hộ của bà. Và cũng như ông thượng nghị sĩ Tom Cotton của tiểu bang Arkansas thì ông cũng nói rằng là tôi trông đợi là đảng Cộng hòa ở trên thượng viện sẽ phê chuẩn cho tất cả những người được Tổng thống Trump đề cử. Đó là bà Tulsi Gabbard. Ngoài ra thì bà ấy cũng đã tới gặp ông thượng nghị sĩ Mike Rounds, cũng là một Rhino, nhưng mà ông ta có vẻ không chống bà Gabbard, thưa quý vị. Ông ta ghi rằng là thật là tốt khi được ngồi xuống nói chuyện với bà Tulsi Gabbard, người được Tổng Trump đề cử cho chức Giám đốc Tình báo Quốc gia, là một thành viên của Ủy ban được tuyển chọn của Thượng viện về Tình báo. Tôi mong đợi được làm việc với bà khi bà tiếp tục cái những bước tiến trong cái tiến trình phê chuẩn cho bà. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi rất là tuyệt vời. Ông Mike Rounds, ông ta đã gặp bà Gabbard ngày hôm nay. Rồi tiếp theo nữa, đó chính là người được Tổng thống Trump đề cử cho chức Giám đốc FBI, đó là ông Cash Patel. Thì ông Cash Patel hôm nay cũng có đi gặp bà Joni Ernst luôn, thưa quý vị. Đó, đây, ông ấy ghi rằng là tôi đã có cuộc gặp rất là, tôi vừa mới xong một cuộc gặp rất là tuyệt vời với lại bà thượng nghị sĩ Joni Ernst. Chúng tôi đã bàn thảo về sự quan trọng của sự minh bạch tại FBI và đưa những đặc vụ của FBI đó ra thực địa để mà chiến đấu chống lại bọn tội phạm và cũng như là cái loại chất gây kích thích ở Iowa. Và FBI cần cái sự lãnh đạo dũng cảm để mà thực hiện những sự thay đổi, và bà Ernst là một cái người đối tác như thế. Đây là bà Ernst, bà cũng đăng cái hình khác là bà chụp với lại ông Patel. Rồi tiếp tục nữa là ông thượng nghị sĩ John Cornyn, Rhino đến từ Texas, thì ông Patel cũng có cập nhật là tôi đã có một cuộc gặp rất là tuyệt vời với thượng nghị sĩ Cornyn. Ông ấy là người suy nghĩ rất thấu đáo và có nhiều cái lời khuyên rất là tuyệt cho vấn đề phai xà, là cái trác mà để nghe lén tình báo nước ngoài đó quý vị. Rồi ông John Cornyn cũng đã trả lời với đài CNN rằng là gì, là tôi đã có cuộc gặp rất là tốt với lại ông Cash Patel, và cuối cùng thì tôi cho rằng là ông Patel sẽ được phê chuẩn làm giám đốc FBI kế tiếp. Sau đó ông Patel cũng có đăng lại cái hình là ông đã gặp ông thượng nghị sĩ Mike Lee của tiểu bang Utah. Ông thượng nghị sĩ Mike Lee viết rằng là rồi quý vị, tôi vui rằng là ông Cash Patel sẽ mang lại cái sự minh bạch, trách nhiệm và cái sự cam kết mạnh mẽ cho luật pháp và trật tự trong vai trò giám đốc sắp tới của FBI. Tôi mong muốn là ông ấy sẽ có được cái sự phê chuẩn rất là nhanh chóng. Rồi sau đó ông Patel đăng tấm hình kế tiếp là ông gặp thượng nghị sĩ Chuck Grassley, chủ tịch sắp tới của Ủy ban Tư pháp Thượng viện tại Iowa. Ông này cũng khỏe quá quý vị.
Ông thượng nghị sĩ Chuck Grassley, ông khỏe quá đi, ông 91 tuổi rồi, khủng khiếp thật. Ông Patel viết rằng là tôi vừa mới xong cái cuộc gặp rất tuyệt vời với chủ tịch nè, chủ chairman nè, chairman là chủ tịch của Ủy ban Tư pháp Thượng viện đó, ông Chuck Grassley. Tôi đã chia sẻ với tôi chia sẻ với ông về cái sự mong muốn của ông cho một cái chính phủ minh bạch và cũng như sự bảo vệ cho những người tố giác. Thì ông Chuck Grassley là cái người nổi tiếng đó giờ là chuyên bảo vệ cho những người tố giác và các tổng thanh tra của các bộ. Đây là tấm hình ông đăng lại, ông Cash Patel với lại ông Mike Lee. Đó là cái cập nhật của ông Cash Patel, người được Tổng thống Trump lựa chọn làm giám đốc FBI. Rồi bây giờ chúng ta tới với lại ông Pete Hegseth, thưa quý vị. Khi mà ông John Cornyn, trước trước đó thì ông ta rất là ỡm ờ, không trả lời về việc có phê chuẩn cho ông Hegseth hay không. Thì bây giờ ông ta đã bị cái áp lực của cử tri và ở địa phương, cho nên ông ta theo như ghi nhận của phóng viên Carrie Cheshire thì ông ta đã tới cái cuộc gặp của đảng Cộng hòa ở tiểu bang Texas và ông ta nói rằng là ông ta sẽ ủng hộ cho ông Pete Hegseth và mong muốn là sẽ làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ cho việc đề cử và phê chuẩn cho ông Hegseth trong thời gian sắp tới. Và ông Hegseth cũng đã đăng bài lại và ông nói là gì, cảm ơn cái sự ủng hộ của ông thượng nghị sĩ Cornyn. Rồi tiếp theo nữa là bà Joni Ernst. Bà Joni Ernst thì bà ta bây giờ đã có cái thái độ là bớt chống đối hơn về trường hợp của ông Hegseth. Bà Joni Ernst theo như phóng viên Max Cohen tường thuật từ Washington, bà ta là thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cho nên đó là lý do tại sao bà thèm làm Bộ trưởng Quốc phòng lắm. Thì bà ta đưa ra một cái thông báo nói rằng là tôi đánh giá cao cái sự ứng phó, cái tinh thần biết ứng phó và cũng như sự tôn trọng của Pete Hegseth cho cái tiến trình này. Và tiếp nối cái những cái cuộc nói chuyện đầy tính khích lệ trước đó thì anh Pete đã cam kết là sẽ thực hiện một cái cuộc kiểm toán toàn diện cho ngũ giác đài và chọn lựa một cái viên chức cấp cao mà sẽ thực hiện những cái vai duy trì những cái vai trò làm đúng những cái vai trò và giá trị của các quân nhân của chúng ta dựa trên chất lượng và các tiêu chuẩn chứ không phải dựa trên gọi là cái doanh số. Và người nào mà biết ưu tiên và làm mạnh mẽ hơn công việc của chúng tôi chống lại cái sự tấn công tình dục ở trong hàng ngũ quân đội. Và tôi ủng hộ ông Pete qua cái tiến trình này. Tôi mong muốn được có một cái cuộc điều trần được công bằng dựa trên sự thật chứ không phải là các nguồn tin ẩn danh. Bà đưa ra cái thông điệp dài như vậy mà nói là tôi đánh giá cao ông ấy, tôi ủng hộ cái tiến trình của ông ấy, nhưng mà lá phiếu cuối cùng thì chưa biết nha. Rồi bà kêu gì phải tìm một người nào đó để mà phê gì kiểm toán toàn bộ Bộ Quốc phòng. Ủa vậy mấy lần trước Bộ Quốc phòng kiểm toán không xong mà có chửi bên phía ông bà đàn ông không? Bà vẫn tiếp tục bỏ phiếu bơm tiền cho Bộ Quốc phòng của ông Biden mà. Rồi gì, gì bảo đảm các giá trị của quân nhân. Ủa, chính bà là người ủng hộ đi chuyển giới trong quân đội mà. Bà ủng hộ chuyện đó mà. Rồi ông thượng nghị sĩ Tommy Tuberville, ông ta là người ngăn chặn việc phê chuẩn các tướng lãnh của ông Biden cho tới khi nào Bộ Quốc phòng chịu bỏ những chính sách về chuyển giới và phá thai. Chính bà là người bỏ phiếu phá ông Tuberville mà, sao giờ tự nhiên đi nói chuyện nghe hay quá vậy? Rồi gì bà nói rằng là ngày xưa bà bị cưỡng mà bị hãm gì đó đó, bà là survivor đó, cho nên là bà lúc đầu bà nói là những cái cáo buộc mà ông Hegseth đã động chạm phụ nữ gì đó rất là đáng lo ngại. Cái giờ bà quay xe bà nói rằng là tôi hy vọng là cái người nào đó sẽ gì biết đấu tranh để mà chống ngăn ngăn chặn phòng ngừa cái việc tấn công sách nhiễu tình dục ở trong quân đội, mà trong khi đó bà quất luôn cấp dưới đó làm sao. Xạo dễ sợ, xạo luôn, xạo dễ sợ luôn quý vị. Nhưng mà miễn sao bà bỏ phiếu là được rồi, để coi coi bà có chịu bỏ phiếu hay không. Nhưng mà gì là trong cái trường hợp của bà Joni Ernst với ông Hegseth là chúng ta thấy có cái biến chuyển tích cực, có cái biến chuyển tích cực rồi. Đó thì trong khi đó
cái truyền thông cánh tả nó vẫn tiếp tục tấn công ông Hexet, thưa quý vị. Ví dụ như có một cái bản tin của Politico, của The Post Millennial, họ tường thuật một cái bài báo của Politico là một bài báo cánh tả, tiếp tục tấn công ông Hexet và cho rằng là ông ta đang thực hiện một cuộc thánh chiến Kitô giáo, một cuộc thánh chiến Kitô giáo cho Bộ Quốc phòng. Nếu gì được phê chuẩn làm Bộ Quốc phòng, ghê không? Thánh chiến Kitô giáo nha, dữ không? Bản tin cho biết với nội dung như sau. Tờ báo Politico đã tiếp tục bôi nhọ ông Pete Hexet bằng cách nói rằng là ông đã chấp nhận một hình thức Kitô giáo hung hăng, đấu tranh với nền văn hóa phi đảng phái và đa nguyên của quân đội. Một bài báo rất dài, thưa quý vị, nó mang tên là gì? Cuộc thánh chiến của Pete Hexet để biến quân đội thành một võ khí của Kitô giáo. Đợi coi. Cuộc thánh chiến của Pete Hexet biến quân đội thành một thứ võ khí Kitô giáo. Và cái kẻ viết bài viết này tên là Jasper Craven. Là phóng viên đưa tin hầu hết là về quân đội và cựu chiến binh. Viết về quân đội, cựu chiến binh. Craven đã chỉ trích ông Hexet vì cái hình xăm thánh giá trên ngực của ông mà cái tay bồi bút này cho rằng là gắn liền với cánh hữu Kitô giáo. Bồi bút này viết rằng ngay sau vụ việc ngày 6 tháng Giêng, khi hàng chục binh lính đang tại ngũ và các cựu chiến binh tham gia vào cuộc tấn công vào điện Capitol, một thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia lục quân đã đánh dấu cái hình xăm của Hexet như một bằng chứng cho thấy ông ta là mối đe dọa nội gián tiềm tàng. Cùng với thánh giá Yalim, Hexet cũng có một hình xăm có dòng chữ là Deus Vult, nghĩa là Chúa muốn thế. Một khẩu hiệu từ các cuộc thập tự chinh được những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng áp dụng và được nhìn thấy trong các cuộc diễn hành ở Charlottesville, Virginia năm 2017 mà dẫn tới chết người. Hexet đã chỉ trích những lời chỉ trích kia nhắm vào ông là thứ chống Kitô giáo. Ông cũng có một hình xăm với dòng chữ We the People, là chúng ta là nhân dân Hoa Kỳ, và cũng như một hình xăm chiếc khẩu súng AR-15. Bồi bút viết tiếp, dựa trên những tuyên bố và bài viết công khai có khả năng, Hexet sẽ nhắm tới việc phá hoại chủ nghĩa đa nguyên phi đảng phái lâu đời của quân đội bằng cách xóa bỏ sự đa dạng khỏi hàng ngũ quân đội, cấm phụ nữ ra chiến trường, thúc giục quân đội chọn phe trong một cuộc nội chiến chống lại kẻ thù trong nước ở cánh tả, và định hướng sứ mạng của quân đội xung quanh sự ám ảnh của ông ta đối với thế giới Hồi giáo, điều mà ông ta cảm thấy đại diện cho mối đe dọa hiện hữu với mình đối với nền văn minh Tây Phương. Bồi bút Craven tiếp tục chỉ trích ông Hexet vì đã chuyển sang Kitô giáo sau khi ông rời khỏi quân đội năm 2021. Bồi bút cũng chỉ trích ông vì niềm tin vào chủ nghĩa tái thiết cải cách, một phong trào tin rằng xã hội nên được tái thiết dưới sự cai trị của Đức Giêsu Kitô, điều mà những người theo Thiên Chúa giáo Kitô hữu không hiếm khi tin. Bồi bút tiếp tục chỉ trích ông Hexet bằng cách ám chỉ rằng ông là kẻ đạo đức giả vì đã ly hôn 2 lần và có con ngoài giá thú. Ông nhấn mạnh tới cáo buộc không được chứng minh và cũng không bị truy tố năm 2017 về việc ông có động chạm vô phụ nữ. Ông không bị buộc tội về bất kỳ tội danh nào và mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Vậy thế không? Mày thấy mấy bồi bút nó biết khùng biết điên không? Tự nhiên gì ổng tin Chúa, ổng xăm cái hình xăm vô cái nó hô là gì? Ô, ông ấy sẽ xóa bỏ gì chuyện, ta sẽ khiến quân đội là không còn phi đảng phái, quân đội sẽ là theo một phe gì tùm lum, nói chuyện khùng điên gì đâu không à? Khùng điên gì đâu không à? Biết nó biết khùng biết điên, nó tuyệt vọng rồi. Bây giờ là MAGA là đang lên tiếng dữ dội quá mà. Ngay cả những tên Rhino bây giờ cũng phải biết ngó trước ngó sau chứ đâu có còn tào lao. Mà nó nói thiệt chứ bây giờ mà mấy người như là bà Joni Ernst hay là mấy người kia mà có đi bỏ phiếu cho ông Hexet đó, mình cũng quyết tâm primary lần sau à, như là khỏi lo chuyện đó. Mình cũng quyết tâm lần tới là phải là loại trong cuộc bầu cử sơ bộ thôi. Tại vì sao? No more BS, no more drama, đừng có làm mình làm mẩy, đừng có làm duyên làm dáng nha, mà té ra gì làm khùng làm điên à, để mà gì thu hút sự chú ý. Đừng có vớ vẩn nha. Đó, rồi nếu mà tại vì bây giờ Tổng thống Trump còn trở lại tại Bạch Cung là mấy người đó còn biết sợ.
Nhưng bây giờ, quý vị nhớ cái chức thượng nghị sĩ là ngồi tới bao nhiêu? 6 năm lận. 2026 mà tái đắc cử là ngồi tới 2032. 2032 là quý vị biết là gì? Hết nhiệm kỳ thứ nhất của ông Vance lận, nếu như ổng là cái người kế vị Tổng thống Trump. Nha, đó. Tại vì tới 2026 mới tái tranh cử, mà thắng là ngồi 6 năm, tức là 8 năm kể từ 2024 lận. Rất là lâu, ai biết được. 8 năm đó không phản thêm một lần nào. Đúng không? Cho nên là no, dù có phê chuẩn cho ông Hexet, chúng ta vẫn primary, không nói nhiều. No more BS, no more dramas. Đó là những cập nhật về cái tiến trình phê chuẩn cho ba người rất quan trọng của Tổng thống Trump. Đó là ông Hexet, Bộ trưởng Quốc phòng, ông Cash Patel, Giám đốc FBI, và bà Tulsi Gabbard, Giám đốc Tình báo Quốc gia. Thì mọi chuyện có vẻ như khá suôn sẻ cho bà Gabbard và ông Patel. Còn chuyện của ông Hexet dù vẫn còn khó khăn nhưng đã có những biến chuyển. Xin được gửi những cập nhật đó tới cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và bây giờ Đặng Mai Cô xin phép được đi qua những câu hỏi và sự chia sẻ của quý vị nha. Dạ rồi, xin được kính chào quý vị trên live chat. Sao lúc trước bà không dạy đời bên kia luôn đi? À, hãy primary bà này năm 2026 được rồi đó. Dạ đúng rồi, chúng ta sẽ chắc chắn ha. À, miệng lưỡi của cha nội này uống công còn hơn cinnamon stick, má ơi, nó nói cái gì vậy trời. Dạ bởi vậy nó biết không biết điên gì, tự nhiên có cái hình xăm của ổng thôi, có cái hình xăm của ổng thôi. Điều đó chứng tỏ là gì thưa quý vị? Satan rất sợ hãi những dấu hiệu, những ký hiệu của Thiên Chúa nha. Chứ có cái thánh giá thôi mà nó làm khùng làm điên lên, chỉ có Satan nó mới như vậy thôi, chỉ có Satan nó mới như vậy thôi nha. Dạ rồi, cầu nguyện cho những người được Tổng Trump đề cử được vào nội các suôn sẻ. Dạ rồi, đau đớn thật, những người yêu nước thật sự muốn phục vụ đất nước phải đi vận động từng lá phiếu của đám vô lại này, trong khi các bộ trưởng của Biden thì thông qua khỏe re, chẳng cần mất thời gian đã. Dạ đúng vậy đó, cho nên là bây giờ đó cũng là một cái nguồn tài, cái material, một cái nguồn tài liệu, một cái nguồn đạn dược vô cùng quý giá cho những ứng cử viên MAGA sử dụng để làm sao chơi sơ bộ mấy tên Rhino này 2026. À, bây giờ chỉ cần là gì? Tìm ra được người nào đủ mạnh, đủ giỏi và biết quyên tiền, vậy thôi, vô đó thôi. Dạ rồi, cảm ơn cháu tin đầu tuần, chúc sức khỏe, cầu mong những người được Tổng Trump đề cử sớm được phê chuẩn và bắt đầu công việc ông giao phó để cộng tác với Tổng thống giúp nước Mỹ sớm hùng mạnh trở lại. Mợ ẻ này mơ. Dạ rồi. À, phải chi ông á, xăm cái hình là FJB ha. Dạ rồi, à, Thượng viện Rhino đông như kiến nên phê chuẩn những người Tổng Trump đề cử khó khăn quá trời, trong khi họ hùa nhau phê chuẩn cho Merrick Garland quá dễ dàng. Dạ đó, bởi vậy nên là mình phải tiếp tục, con nói với cô rồi, cuộc chơi là đâu phải là mỗi 2024 đúng không đâu, mình phải tiếp tục 2026, 2028. Đó, mình không có dừng được. Mình phải tiếp tục. Cuộc chơi này lâu dài lắm. Và bản thân cái đám Rhino cũng vậy, nó rất là muốn cuộc chơi này lâu dài. Tại sao? Lâu dài thì mình nản. Lâu dài thì mình nản thôi. Nó đang rất mong mình nản thôi quý vị. Nhưng mà nó mong lộn chỗ rồi. Dạ rồi, tiếp tục là rồi, xin được cảm ơn lời chúc của quý vị ha. Dạ rồi, cho mình hỏi phê chuẩn là bỏ phiếu kín hay công khai? Dạ công khai quý vị. Phê chuẩn, cái tiến trình phê chuẩn các vị trí này là công khai hết. Tức là trước khi bỏ phiếu họ sẽ có những cái hearing, tức là những cái phiên điều trần, những cái đó đều là công khai hết. Và lá phiếu ai bỏ phiếu, ai chống là đều có tên tuổi rõ ràng hết. Đó chính là lý do tại sao mà chúng ta biết được những ai đã bỏ phiếu để phê chuẩn cho Garland làm tổng chưởng lý bên đảng Cộng Hòa đó. Biết hết thưa quý vị, tất cả đều công khai hết. Hay viết tự đệ ghê không? Cuộc thánh chiến của Pete Hexet để biến quân đội thành một võ khí của Kitô giáo. Ghê không? Phải nhớ đi bỏ phiếu ở mọi cuộc bầu cử. Đã đúng, chính xác như vậy. Mấy cô nói rồi, mọi cuộc bầu cử đừng bỏ rơi bất kỳ một cuộc bầu cử nào, kể cả cuộc bầu cử tại địa phương. Mình đừng nghĩ chỉ có bầu cử tổng thống mới là quan trọng. Không, tất cả cuộc bầu cử đều quan trọng cả. Mình phải thay đổi cái tư duy đó thì mới được. Rồi, ông
Ông Lindsey Graham ha, ông Lindsey Graham bây giờ ổng là gọi là Lindsey Graham của mọi khi, đó chính là gì? Lật lọng. Đây, xin mời quý vị ra. Ồ, bữa nay đã đi gặp ông Pete Hegseth nha. Trời ơi, chụp hình đồ này kia nữa chứ. Ờ, đó, đằng sau lưng phụ cho bà Joni Ernst ha. Bây giờ ông viết nè: tôi đã có một cuộc họp rất là tích cực, toàn diện và thẳng thắn với ông Pete Hegseth về việc đề cử ông làm Bộ trưởng Quốc phòng tiếp theo. Tôi đánh giá cao sự thẳng thắn và cởi mở của ông. Tôi biết Pete trong nhiều năm qua. Tôi đã biết về cái việc ông đã phục vụ ở A Phú Hãng, vì tôi lúc đó cũng đang thực hiện cái việc điều động trong vai trò là sĩ quan trừ bị ở lúc đó luôn, tại chỗ đó luôn. Là sẽ là ngày xưa là cùng được điều động tới, cho nên là biết nhau rồi. Mọi người trong đơn vị của ông ta A Phú Hãng, bao gồm cả những người lính bên phía A Phú Hãng, đều không có gì ngoài những điều tuyệt vời để nói về ông. Ông thông minh, nhiệt huyết, yêu mến tất cả anh chị em quân nhân, cũng như rất yêu nước. Các cán bộ liên quan tới quản lý tài chính của các tổ chức hỗ trợ cựu chiến binh và các hành vi cáo buộc cá nhân chỉ nên được ủy ban xem xét nếu chúng được chứng minh bằng lời khai trước Quốc hội, chứ không phải các nguồn tin ẩn danh. Khi nói tới việc ủng hộ các ứng cử viên nội các tổng thống, tôi có thành tích ủng hộ bất kể phe nào, vì tôi nghĩ rằng mọi tổng thống đều xứng đáng có quyền chọn ra đội của mình. Quy trình phê chuẩn cho tất cả những người được đề cử đều cho phép và nên cho phép đặt ra những câu hỏi mang tính thách thức. Tôi hy vọng rằng trường hợp này cũng thế. Tuy nhiên, tôi đã nói với ông Pitt rằng ông sẽ được trao cơ hội để binh vực cho mình, và phiên điều trần phê chuẩn ông sẽ không trở thành một cái rạp xiếc. Trời ơi, ghê không? Ủa, chứ hôm bữa ai hô là cái gì? Mấy bài báo cáo buộc vậy ông Hegseth đáng ngại lắm. Ủa, ông bữa nói vậy cái giờ gì? Tất cả phải là việc được chứng minh bằng lời khai trước Quốc hội, không phải các nguồn tin ẩn danh. Ủa, vậy mấy bài báo trước có ai không ẩn danh không? Cái mẹ nào đó nói là gì, ông đè bà xuống đó. Rồi gì mấy đứa, 10 đứa nào đó của Fox News đi nói rằng là ổng sáng sai chiều xỉn. Vậy là có đứa nào có tên chưa? Hôm bữa ông hô chứ mấy cái đó đáng ngại lắm. Cái giờ tự nhiên quay xe, nó là gì? Ô, phải được chứng minh nha, chứ không phải là bằng nguồn tin ẩn danh nha. Vì thấy xạo không? Xạo không? Đó, rồi gì nữa? Tại vì sao ngày xưa ổng bỏ phiếu cho mấy người của ông Biden, thiên hạ đè ra chửi, nên giờ ổng hô chứ tôi là ủng hộ hết, không cần biết phe nào. Ủa vậy sao bây giờ ông không nói ngay từ đầu đi? Ông nói rằng gì? Ô, chuyện của Pete Hegseth hả? Ô, tôi không care. Tôi là ủng hộ hết. Ông Biden là đề cử ai tôi bỏ phiếu hết. Giờ ông Trump ông đề cử ai tôi cũng bỏ phiếu hết luôn. Tại vì tôi tin rằng là tổng thống có quyền lựa chọn đội của mình. Vậy đi. Nó tới đó lui chi vậy? Đồ xạo sự. Ngày 6 tháng Giêng 2021 đi ra múa may quay cuồng nhưng khùng. Xong rồi cái đi rồi cái lúc mà đi ra phi trường, chúng chửi như chó. Sau đó quay xe mò xuống dưới Mar-a-Lago đánh góp với ông Trump. Rồi bây giờ ông Trump đi đâu ông coi như cái thú tiêu khiển. Ông đi rally ông coi như thú tiêu khiển đem lên cho chúng chửi. Xạo ơi là xạo. Dạ rồi, tiếp tục là quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Ông biết xạo không? Xạo rõ ràng luôn á. Dạ rồi, tiếp tục là ông Lindsey Graham gió chiều nào quay chiều đó rất nguy hiểm. Dạ đúng rồi, ông này cũng tái tranh cử 2026 nè. Sao ông Pete ngồi kế ông Graham nhìn ông Pete đẹp dữ vậy trời? Ủa bình thường ông cũng có xấu đâu chị, bình thường cũng đẹp mà. Mới đặt hai chai dầu thơm của Tổng thống Trump được giảm giá 100 đồng, nhưng hy vọng xịt vô mấy bà như bà Chiêu đừng tới gần nói chuyện với tôi. Ở cái đó không biết nha, Tổng Trump đã quảng cáo rồi, cái dầu thơm này là cả kẻ thù cũng không thể cưỡng lại được đó. Nên là dù như quý vị biết trước bữa đó ghét ai đó xịt cái dầu thơm nó vô nha, còn chuyện gì sau đó rằng mấy cô không biết nha, Tổng Trump cũng không chịu trách nhiệm đâu à. Nhì tới kẻ thù nó còn không cưỡng lại được đó. Lãng quạng ngay bữa nào đi xuất đi. Lúc đó Pelosi xuất hiện đi cho biết.
Dạ rồi, cầu nguyện cho Tổng thống Trump và Hạ viện Thượng viện nội các được như ý chú mong muốn mọi sự tốt đẹp. Đừng bị lũ quỷ sống đánh phá ngày đêm. Dạ rồi, ông Pitt nhìn giống minh tinh điện ảnh. Dạ đẹp trai thiệt mà. Ổng đẹp trai thiệt mà, cho nên là mới có cái vụ là gì cáo buộc là ổng gì sách nhiễu bà này rồi đụng chạm bà nọ, khổ ghê vậy. Giờ đẹp trai mà bên cánh hữu là bị đánh. Đẹp trai mà bên cánh hữu là bị đánh. Còn tại vì sao? Vì cánh tả qua đẹp trai đâu trời. nhiều khi cái mặc cảm đó nó cũng dẫn tới những sự thù hận nha quý vị. Mà thật sự ra là tất cả những cái điều đau khổ là cũng từ gì đâu, những cái gọi là cái nghiệp là từ gì đâu, từ tham sân và si thôi. Tham sân si chỉ có cánh hữu mới đẹp thôi. Cánh tả không biết đẹp nói hay không mà cứ kiếm chuyện với cánh hữu đẹp hoài, khổ vậy. Tôi mua dầu thơm của Tổng thống Trump xịt khi ông Pitt đi gần. Ừ, chị xịt đi nha. Ừ, xịt chúng Adam Schiff đi ngang qua đi à. Ừ, em biết nữa, hên xui nha. Em biết hên xui nha. Nói chung là canh lúc nào xịt được xịt nha. Chứ được. Chứ nhiều khi không biết à. Canh nha, canh lúc thuận lợi mới xịt nha. Dạ rồi. Cánh tả giống gà nuốt dây thun. Dạ rồi, hãy bỏ phiếu loại Lindsey Graham và Joni Ernst. Dạ đúng rồi. Mấy người này là không có tin tưởng được. Mấy người này không có tin tưởng được. Mấy người này là phải loại thôi, không có tin tưởng được. Còn ở đây, còn ở lâu dài là còn mệt. Còn ở lâu dài là còn mệt. Đúng không? Quý vị thấy ổng, cái ông Lindsey Graham, ổng nói chuyện mâu thuẫn không? Ổng giống như một con người khác luôn nha. Ổng nói là các cáo buộc là phải được chứng minh nha. Ủa vậy sao mấy cái bài báo đó ổng hô là gì? Mấy bài báo đó rất là đáng ngại. Ừ, đáng ngại lắm. Sao không lúc đầu không nói gì đi? Sao mà ông nói gì? Tôi bỏ phiếu hết. Tổng thống đảng Dân Chủ đưa người Dân Chủ tôi bỏ phiếu luôn. Tại ông thống Cộng Hòa đưa người Cộng Hòa tôi bỏ phiếu luôn. Tại tôi tin là Tổng thống có quyền chọn đội của mình. Rồi ok. Vậy sao lúc đầu không nói gì đi? Rồi bà Ernst bảo hô gì? Ông Pitt cam kết với tôi là chọn một người quan chức cấp cao nào mà biết gọi là kiểm toán chính phủ, kiểm toán bộ quốc phòng nha. Chính quyền Biden đó, mấy tỷ bạc đó mất tiêu rồi đó, ít nhất là 6 tỷ đó mất tiêu rồi đó. Rồi bà có làm gì với chính quyền Biden không? Bà vẫn bỏ phiếu cho tiền mà. Bây giờ là Pitt là cam kết với tôi là chọn một người là phải gì phục hồi lại các giá trị của quân đội. Ủa, chính bà ủng hộ chuyển giới trong quân đội mà. Chính bà phá người Cộng Hòa, yêu cầu ông Biden phải ngăn chặn cái chuyện chuyển giới phá thai mà. Chính bà phá người ta mà. Sao giờ bà đòi làm sao? Gian xảo. Dạ rồi, tiếp tục làm chánh trị xạo để kiếm ăn. Và làm cách nào kiếm người thay thế tên Linh Xạo này? Mong rằng Cộng Hòa đưa Margaret tranh cử. Dạ để coi làm sao. Đội Tổng Trump toàn trẻ đẹp giỏi, tương lai rực rỡ cho 12-15 năm. Dạ rồi. Ông Lindsey cho lên đường đi ba con ơi. Dạ rồi. Dân Chủ không có Rhino. Dạ Rhino là chỉ có bên Cộng Hòa thôi. Tại vì cái tên của nó đã là Cộng Hòa rồi. Đó là gì, Republican in name only. Chứ là chỉ có Cộng Hòa cái tên thôi. Đó là Cộng Hòa xạo thôi. Chứ đó đâu phải là Dân Chủ. Dạ rồi. Ông Elon hôm trước xịt dầu thơm của Tổng Trump làm bà Thủ tướng Ý muốn rụng trứng không? Nếu mà tính ra thì bà Thủ tướng Ý không phải là đối thủ, tại vì hai người dính nhau lâu rồi. Hai người gọi là có những cái hình ảnh mến nhau lâu rồi. Dạ, chẳng qua chắc là gặp Tổng thống Trump thì bà Thủ tướng Ý thấy rằng là đây là cơ hội tốt. Đây là cơ hội tốt để mà mình mong có người, giống như mong có người đẩy thuyền vậy đó. Đó thì giờ cái người đẩy thuyền mà có sức mạnh nhất là không ai ngoài tổng thống đó. Dạ rồi, tiếp tục là dầu thơm của Tổng Trump bao nhiêu một chai? Dạ 199 đồng một chai. Nếu mà quý vị cái chai đó có hai loại, chai nam chai nữ, nếu như quý vị mua một cặp thì là 298 đồng. Mua một
giảm một nửa. Mua một chai, nếu mà mua một cặp thì tính tiền một chai, chai kia nửa giá. Mấy người nữ được tổng trăm bổ nhiệm đẹp như tiên, có ghét cũng mang cục tức mà thôi. Dạ đó, đúng rồi. Bà thủ tướng Ý còn để ông thủ tướng mì chính nắm tay mà. Là sao không hiểu? Thì giờ bà gặp các lãnh đạo quốc tế thì bà phải bắt tay thôi. Hồi đó bà qua gặp ông Biden, Biden ba dũng hung trên đầu bà nữa kìa. Dạ rồi. Tiếp tục, vì cháu nói ừ xịt đi nhen, không biết được. Cháu ủng hộ tổng trăm mà cháu nói gì, ai dám mua nước hoa của ngài bởi vì họ hiểu sai quá. Dạ, tại vì họ hiểu sai. Cháu đâu muốn họ hiểu sai đâu. Còn muốn họ muốn hiểu sai là chuyện của họ. Dạ. Cũng như ông Trump vậy đó, ông nói gì đó, ông đâu muốn ai, ông đâu có mướn ai hiểu sai đâu, tự nhiên đi hiểu sai làm chi. Cháu đâu có thể nào mà chịu trách nhiệm trước những người thù ghét cháu hay tin sai lạc về tổng thống Trump và phong trào MAGA. Những điều đó họ đã cố gắng tất tay nhưng không thành công, vì người dân đã nhìn ra mọi chuyện và họ đã quá chán ngán với những gì mà họ đã cử tri đã quá chán ngán với những gì mà đám truyền thông cánh tả đã đưa ra. Tuy nhiên có vẻ như là những cơ quan này họ không có học cái gì từ thất bại này hết. Họ không nghĩ, họ không chịu nhìn nhận là vì cái thói đưa tin láo xạo và những cái sự tuyên truyền láo léo của họ mà họ khiến cho người dân tẩy chay không nghe họ nữa và đi tìm những cái cơ quan truyền thông độc lập, tự chủ và đưa tin tức đa chiều để người dân có sự lựa chọn nhiều hơn. Và cái tại sao đồng Michael nói rằng là họ không chịu học hỏi và không dám thừa nhận cái thất bại đó của mình là bởi vì mới có một cuộc phỏng vấn đây giữa Tổng thống Trump và đài MSNBC. Mà cô biết là cái đài này là cái đài láo xạo từ đó tới giờ. Và thông qua một cái cô xứng ngôn viên, người dẫn chương trình cũng rất là xạo sự, đó là cái cô Kristen Welker. Thì một lần nữa chứng minh trong cuộc phỏng vấn đầu tiên này sau cuộc bầu cử đó, truyền thông cánh tả vẫn như vậy, không có sự thay đổi gì hết. Và xin mời quý vị tới với cái tường thuật cụ thể hơn về cái sự sắc láo của cái cô Welker này với Tổng thống Trump thông qua bản tin của Daily Caller cho biết với nội dung như sau. Cô Kristen Welker của chương trình Meet the Press đã cố gắng thúc ép Tổng thống Trump trong cái cuộc phỏng vấn giữa cô ta với ông về việc liệu ông có sử dụng quyền lực của mình để nhắm vào các đối thủ chính trị hay không. Tổng thống Trump đã đề cử bà cựu tổng chưởng lý của tiểu bang Florida Pam Bondi làm tổng chưởng lý Hoa Kỳ, và cũng như ông Cash Patel là nhân viên trong chính quyền của ông nhiệm kỳ 1 làm giám đốc FBI. Cô Welker đã có cuộc phỏng vấn trên chương trình Meet the Press với Tổng thống Trump và cô đã cố gắng hỏi Tổng thống Trump về danh sách những người mà ông Patel liệt kê là thành viên của quyền lực ngầm trong một cuốn sách mang tên là The Government Gangster, và liên tục gây sức ép với Tổng thống Trump về việc liệu ông có nhắm vào các đối thủ chính trị hay không. Xin tường trình lời của cô Welker trong chương trình phỏng vấn rằng ông Patel có một danh sách trong cuốn sách của ông gồm 60 người mà ông gọi là thành viên của quyền lực ngầm. Danh sách này bao gồm những người dân chủ như là Joe Biden và Hillary, bao gồm những người từng làm trong nội các nhiệm kỳ đầu của Tổng thống từ ông Bill Barr cho tới ông Christopher Wray. Tổng thống đã vận động tranh cử trên cái cương lãnh là tiêu diệt nhà nước ngầm. Thế thì ông có muốn ông Patel mở cuộc điều tra về những người trong danh sách đó hay không? Tổng Trump trả lời rằng không, ý tôi là Cash sẽ làm những gì mà anh ấy cho là đúng. Và tôi cảm thấy rằng Cash sẽ có một cái nghĩa vụ để điều tra các chính trị gia không trung thực hoặc là gian dối. Sau đó cô Welker tiếp tục hỏi Tổng thống Trump về việc liệu là Tổng thống có chỉ đạo direct ông Patel điều tra các chính trị gia hay không. Tổng Trump nói là ông sẽ không làm như vậy. Tổng Trump nói rằng chúng ta có hai người tuyệt vời, có Cash Patel và có Pam Bondi. Pam Bondi như là có sự nghiệp thăng tiến như là cái phi thuyền vào vũ trụ vậy. Cô ấy rất là nổi tiếng, rất tốt, rất giỏi và công bằng. Còn Cash Patel thì cũng rất là công bằng luôn. Tôi sẽ nói với cô như thế này, tôi nghĩ là Cash đó có lẽ là cái người khó tánh. Bởi vì cô biết không, anh ấy là một tiếng nói rất là mạnh mẽ và tôi không biết có ai mà không ca ngợi anh ấy đâu.
Sau đó cô Welker lại tiếp tục thúc ép Tổng thống Trump nữa về việc liệu ông có muốn ông Patel là truy đuổi các đối thủ chính trị hay không. Tổng thống Trump tiếp tục trả lời rằng là ông không kỳ vọng ông Patel sẽ làm như vậy, và trả lời là không khi cô Welker hỏi liệu ông có muốn gọi là thấy cái chuyện truy tố hay là điều tra các đối thủ chính trị xảy ra hay không. Sau đó cô ta vẫn không buông tha cho Tổng thống Trump, vẫn tiếp tục ép ông những câu hỏi liên quan tới ông Biden. Cô Welker hỏi rằng là ông, ngài có ý định làm vậy không? Ý định là đi truy đuổi ông Biden đó. Tổng thống Trump trả lời, tôi đang tìm cách làm cho đất nước chúng ta được thành công.